Chào tất cả anh em thợ nha. Thì hôm nay thì mình lại chia sẻ anh em thợ cái chỉnh gió và chỗ xả e nước mát của con Xside 150 này. Thì mình muốn chia sẻ những anh em thợ mới là chủ yếu nhá. Còn những em thợ lâu năm rồi thì cái này thì nó là quá là đơn giản. Thì mình muốn chia sẻ anh em là cái chỗ mà anh em chỉnh gió thì nó sẽ nằm ở khu vực ở bên này nhá, thì để cho anh em thợ mới sẽ tìm nhanh. Đây anh em nhá, nó có một con vít chỉnh gió trong này. Anh em dùng vít hai cạnh, vít hai cạnh anh em xiên qua đây là ok nhá. Đây mình sẽ chỉnh luôn. Một mình cầm máy nên nó hơi khó. Đây mình sẽ chỉnh cho anh em xem luôn. Phần chỉnh gió nhé. Còn cái xả e nước mát thì mình sẽ sang bên này cho anh em nhìn nó dễ. Xả e nước mát thì nó sẽ nằm ở dưới cục hơi nhé. Anh em này, nó có một con anh em dùng T8 xoáy nó ok. Có một đời là dùng có một đời thì dùng T10, một đời là dùng T10 là ok. Đây mình sẽ xả ra cho anh em xem này. Đây anh em nhé. Như vậy là ok nhá anh em nhá. Xả e là như thế. Có căn bệnh mới mình sẽ chia sẻ lên anh em nhé. Cảm ơn anh em nhé.